Xin chào các bạn, shop săn hàng rẻ hôm nay giới thiệu với khách hàng mã bình giữ nhiệt của Elmix mã 5203 dung tích 1 lít. Đây là dòng bình giữ nhiệt nhập khẩu từ Cộng hòa Séc với tiêu chuẩn cao của châu Âu. Thân bình là inox 304. Đây các bạn nhìn thấy tem phụ của sản phẩm. Sản phẩm bảo hành 6 tháng đối với tất cả các lỗi giữ nhiệt, không bảo hành trong trường hợp rơi vỡ móp méo sản phẩm nha. Thiết kế của bình được thon dài và cao để tiết kiệm được cái diện tích sử dụng, nhưng ngược lại nó sẽ rất là thuận lợi trong quá trình cầm nắm do bình được thiết kế với cái lớp gioăng silicone ở giữa để dễ cầm nắm mang đi hoặc là để vào sườn cạnh ba lô. Nắp bình chúng mình có thể mở ra để sử dụng như một cái cốc. Chúng mình ấn xuống như này để rót nước và mở cái này ra để đổ nước vào. Hàng có sẵn tại websanhangre.net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.